cả mương à. Thôi có cá mương ăn là có cá ăn. Đấy, ủa, có phết. Đó con mương đầu tiên. Ui mẹ, anh ơi, của con nào nó mắc mẹ và lăng xê, mình giật được lăng xê của nó. Được một bộ lăng xê. Đội móm siêu to khổng lồ này. Suối ai ba vì. Sắp lên cá. Hai ông em phải chọn cách là phương thức là gì nhỉ? Hai ông em chọn phương thức là ra cần trước. Mình chọn phương thức là đi nắm mồi trước. Thì bọn em ra cần thì ra luôn hộp anh nắm mồi nắm luôn hộp. Không, đéo hợp lý. Nghe nó có lý. Không, không có lý. Chứ tôi phải cho cái hạt gì vào cho nó đỡ trôi không? Bên này thì tí bọn nhân viên chạy sang đây thu tiền. Đấy. Tôi có tiền là gì? Cái này để đây cho tôi đó. Hai nhau câu này nè. Tiền nó đi mà cái thì máy như là cái chuyện này đưa anh em mình sang sông đấy. Ba thằng cùng loại mồi. Có mấy câu. Này chỗ nháo tí nữa đánh thì đẹp quá. Mẹ khô chơi khô vậy. Khô thì khô hẳn đấy. Giờ xuống nước. Chúng muốn bóp nó cứng ra tí móm thì không mềm. Nếu anh không phải đi cùng em mà anh em không biết đường vào đâu. Không biết đường vào cả. Chắc là ra đảo. Không đụng vào, không đụng vào chắc là cho thuyền ra đảo. Quán. Điện 3 lít. Tự nhiên mất mẹ ăn gà. Hay nhỉ? Mấy con gà to ấy. 80 năm nay tự nhiên mất mẹ ăn gà. Nhà chưa có gà cũng giao thừa tự nhiên. Tối hôm qua treo thì sợ chuột tối nữa lại căn phòng mẹ nít. Rồi lười. Sáng nay mới bỏ răng là và chẳng nhặt được mà đâu. Ở đây. Bắt hình của em có quả này là nó cũng sáng là ghê.
nay trời nắng đấy, hôm trời nó mưa. Việt trong khoảng tháng 3 này anh em lại tổ chức họp tiếp rồi. Thế này. Trời nó mưa quá nhưng không có đi. Thế là em mới đăng lại mấy cái ảnh năm ngoái. Vé của em năm ngoái là số vé là 100. Được cái phần thưởng là cái cần tay của Hằng Dũng tài trợ. Hai bố con đang mải lên cá đang ăn khỏe thì ông cứ gọi lên. Ông Dũng, anh lên uống rượu, anh gọi uống rượu, anh trúng 100, anh trúng thưởng rồi đấy. Vẽ ra đang dòng cá. Năm ngoái 30/4/5 là em là cái thằng chủ hồ yêu quý nhất. Hai hôm, mỗi hôm em làm khoảng tầm hơn 3 yên. Dũng Nguyễn Tiến rồi nổi luôn. 30/4/1/5 mình cũng có khoái đi câu nhưng mà anh em nó cứ rủ đi du lịch ấy. Hôm đấy chả dù dễ hôm đấy em ví dụ của em phố đi bạn cái linh ấy được cả ông già hầu cả đi lần đấy có phải đi đây không đâu đi lâu lâu không về quê nó phải đi nắm được tâm lý. Khi chúng ta đã nắm được tâm lý của đối phương rồi thì làm gì cũng được. Không phải làm gì cũng được. Mà chúng ta sẽ chiếm thế thắng tuyệt đối 90%. Tất cả hành động của con người đều thể hiện tâm lý. Nắm bắt được rồi. Thế người mình chỉ nắm thì dám thì buông. Đã nắm bắt được rồi thì báo cáo với anh em là thịt nhà dễ như cỏ. Hồ suối 2 anh em nhé, 100.000 một người 3 cần lăng xê. 100.000 3 cần à. Câu được cá mới ra thu tiền nhờ anh Nam nhỉ. Không câu được cá cho anh em nên gọi là trải nghiệm. Nếu mà nhỡ quên không ra thu tiền thì thôi nhá. Mùi này cả thằng trôi ăn đấy. Ờ, được qua nhà ấy, có đợi. Mẹ lười, lúc đi câu thì thích, lười nhất lắm mồi. À cỡ đây, xong rồi em mà mai mà rảnh đi qua cái chỗ mà lấy xốp ấy. Đấy ông anh một tải ông cứ giúp về chỗ quán anh Tuấn, ông anh qua anh lấy sau nhá. Hôm mày nói anh, nhá ông chưa mừng tượng, ông cũng chưa định hình được nó là chỗ nào. Mà mình đi ô tô mà dừng lại ở đấy hỏi thì nó tắc đường. Anh đi qua đèn xanh đèn đỏ cái là quán bia là tới. Đứng ở đây lại
đây là cái lý do mà mình không bao giờ phóng máy ra. Mỗi lần xong rồi luồn. Lúc máy quen nóng tàn chiếc chiếc máy ra chỗ thu dầu ra xong rồi chỉ luôn tính. Không nhanh đấy. Có máy này mà không chơi kịp được. Không sợ đâu em. Gần mấy anh Tuấn? Gần mấy tôi. Kéo ra đây, ra
anh chéo đây mấy thằng đấy rồi mày từ đây ra đến kia rút chứ. Trong đấy cọc bê tông đấy. Từ dẻo này ra đến dẻo bờ tre này. Cháu vào cái này rồi. Đâu rồi hả? Đâu rồi. Cu nhanh luôn đi. Cuốn nhanh. Cuốn nhanh lên. Tao biết mày ngồi thôi, tao cũng mẹ cái kia cho mày ngồi sao. Thank you.
mới ném xong không biết được có cái vẹo gì không này, lưng chèm. Ôi, thế đéo là đúng cái quả anh quay phim về ông em ném đẹp vãi cái đái ra Linh ơi. Xin chắc khắc ơi. Mày chặn à, kéo chặn xuống. Sợ sóng quá, bánh cả chì à. Mùi nó chưa cứng thì chéo tự tin để hút. Hút chặt rồi em. Tại vì cái kiểu này ấy, nó xuống là nó hay bị tung. Mùi nó sâu đấy. Nốt cùng này trộn cho mùi với nhau đấy. Sợ nhất là mắc bắt quái. Chứng tỏ cái hôm mà anh bị sốt xuất huyết đấy đi này, hôm đấy nước thấp nhỉ, nước nó xuống quá nhiều. Phải có cái chậu thau thì ngon quá. Chứ mình mang cái thùng rượu mình đi thì chuẩn luôn. Mang lại cái ô xuống đấy bằng mùi. Hơi khô, trộn thêm bao nhiêu nước rồi.
Thôi anh em ngóng kết quả nha, xem là ấm vãi cả đái luôn. Con này là con cá rực. Cá rừng. Cá rừng. Họ hàng này cá giếc. À, cá rừng bố con của cá giếc. Không có rượu, không có rượu. Rượu để tối về anh em uống. Ôi trời ơi, mà uống toàn. Ô, ở đấy, đang trên bếp mà ngớp ngớp này. Ôi. Này độc ác là độc ác. Ui. Quay này hay phết nha, nát phết nha. Linh ác quá. Đấy anh thấy chưa? Đấy, nó phải thế. Nó mới thế, nó mới đúng quy trình. Anh lấy đi kiếm thêm ít củi. Mẹ à? Mẹ chết à? Mẹ chết à? Mới đến nơi mà không biết câu ở đâu. Nước mênh mông. Ờ, phi đê. Nào, có con trôi con này ở đây nhỉ? Đó là cụ nhá. Mãi được con trôi. Mãi được con trôi cụ ạ. À, con này thì phải mổ. Bảo là không lóc móc mồi nữa. Ném lên trên kia, để anh mổ. Đấy, các cụ nhá. To thì mang về bé thì nướng nhá. To, to. Anh em đấy. To thì mang về bé nướng. Con cần để này một sáng mấy con ở này được 7 dạng. Nướng cá nhảy. Tây Bắc ăn gỏi cá nhảy, ở đây là Hà Nội có kiểu nướng cá nhảy. Em thấy nhảy à. Cận kiểu nó mới câu, nó chưa cảm nhận được cá to cả nhau. Mình giờ cái theo cái kiểu dòng là mình đã cảm nhận được là đúng nó, rồi. Nó nào rồi. Chắc chắn em hơn cậu rồi đấy. Lúc nãy nhìn con đấy phát lôi lôi lên chạy thế mà mình cũng phải biết được cái cỡ của cái máy của mình nó đến tầm nào không anh? Nó mà lôi khóa đến tầm vòng đấy mà nó vẫn còn đi lôi mức độ mà tạch tạch được là mình biết là được của nó đấy. À, trôi trôi to, trôi to, trôi to, trôi nổi, trôi nổi, trôi nổi. Cái gì? Ông mẹ tàu đéo nữa. Cứ lôi đi, lôi về đây đi, không mất được đâu. Tự nhiên đang ở cái cần này, khúc bắt đầu cần. Đã bảo ăn lốt con rồi, không ăn nữa. Cứ đi, thôi ăn gì con này. Còn nếu mang về một lốc canh chua. Để cái tàu ấy. Không, mày hoa em ạ. Cũng có khả năng chép đấy. Đã chạm vào cần này rồi. Ừ. Nó ăn không mà chạy. Không nướng nữa đâu. Lại nước. Bỏ lên nướng tiếp thì chết. Nếu được đâu, vòng sang bên này đi, đừng lười. Mày quá. Con này là con gì nhỉ, quên mẹ. Con dưng. Người ta gọi là như người dưng đấy. Ừ, người ta gọi là như người dưng nước lã, anh em ạ. Một số anh em cứ nhầm tưởng con này là con giếc. Nó là họ hàng là giếc. Con này, con phi này phải gần cân. Nếu mà hồ dịch vụ thì con này phải cân 2. Con này không phải giếc à?
rừng. Hay là cái cần chanh này có con nào nó ăn lôi mẹ em đấy rồi. Sao có lại chéo như chỗ này nó nhiều bèo quá. Nó phải lôi phách 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 thế nó mới kinh nhỉ. À to hơn con mày đấy. Ui dồi ôi. To đấy, to đấy, không 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 bé đâu. Nó phải sắc xỉ con kia. Chào cụ nhá. Mồm đang ăn cá trôi nướng ấy. Anh em lên Ba Vì câu cá nhiều lắm. Có phải trôi không? Châu Phi. Ui. Châu Phi, đã nhìn đi. Trôi à? Châu Phi. Châu Phi to. Ui con Sophie to. Con này lướng vào việc. Đấy, đi chơi con này. Ui, vãi lửa. Con này to. Con to thật. Con này phải. Con này đấy, được cho em câu hay. Để cho hạ hạ xuống đất mà dẫm chân vào nó nhảy nó mắc vào bây giờ. Con... Ở đây 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 đây. Anh dẫm chân vào. Mẹ tao bảo rồi, đéo nghe, đóng mẹo tay thôi, bảo hạ xuống đất thì chưa hạ xuống đất. Này còn có ngạnh nữa chứ. Rồi, ăn cắp lợn rồi. Tao giữ chặt lắm đấy. Lên gân lên cốt mà rút nào. Không có tí đau là không rút được đâu. Rồi rồi. Mẹ lưỡi thì lưỡi có ngạnh. Đẩy xuống đẩy vào trong một tí xong rồi rút ra. Mày 1 2 3 mày nhổ nghiến răng nghiến lợi mà nhổ tao dính suốt rồi. Đây. Ôi dính con cá 70 cân đi chứ. Ơ gâu đừng con mẹ chứ. Nó quả đấy rồi, bật được vào tay nhỉ. Bật được. Ừ. Các bạn, cái này của anh Linh dài quá. Cái nào dài quá? Cái lưỡi này của anh. Ơ gâu mẹ để con mẹ ở trên xe rồi. Mày lấy nước lọc rửa qua đi. Lấy súc, lấy gọn là súc. Giá cho mà. Nào anh không cho để em bỏ cái này vào lại đóng phát nữa. Vừa dính con cá hơn 70 cân.